Bà Nhân vlog trước khi sinh con, vừa thở hì hục vừa múc bang ba con gà ác. Còn trong lúc này á, nó đau nhẹ nhẹ như kiểu đau kinh nguyệt, mà cái kinh nguyệt này nó kỳ lắm, nó không có đau gội đau quàng. Ngon lắm, mới được ăn cái bún này chất lượng luôn á. Khoe cảnh chuẩn bị đầy đủ đồ đạc để đón tiểu công chúa, cộng đồng mạng cho rằng phung phí. Ông nói chú của ông phải ở trong căn phòng thề sao? Cái đôi này có 11 củ hả? Hay là bộ đôi vừa nấu nước sôi mà có thể canh theo nhiệt độ? Giá 1 củ 7, này là cái điều giá 2 củ. Là bao nhiêu cái tốt, chất lượng mắc tiền nhất, hết cho con gái. Trước khi vào viện để sinh con thì bà Nhân Vlog đã chia sẻ một đoạn clip mukbang với dòng trạng thái bắt đầu có dấu hiệu ăn xong ba con gà nấu cháo bầu sách giỏ vào nhập viện. Trong clip, bà Nhân Vlog cho biết mình có dấu hiệu đau bụng. Dân tình cũng nhận thấy nữ YouTuber ăn uống phải thở hì hục, có lẽ bụng bầu lớn và hơi đau nên cũng ảnh hưởng đến việc cô quay các clip không tươi tắn và ăn uống khỏe mạnh như xưa. Có nhiều người cũng cảm thấy thương bà Nhân Vlog vì lần đầu sinh nở và ở xa không có mẹ ruột đồng hành cùng mà chỉ có ông xã bên cạnh. Người thì thương vì cô đau bụng nhưng vẫn cố gắng quay clip để mưu sinh. Bên cạnh đó, nữ YouTuber cũng chia sẻ khoảnh khắc ông xã tất bật chuẩn bị đồ đạc để đón cô công chúa nhỏ. Sau 7 năm thì cả hai cũng đã đón thành viên mới. Đối với những ai gặp tình trạng như bà Nhân Vlog có lẽ sẽ thấu hiểu cảm xúc này. Teru còn tự mình quét dọn cho phòng của con gái tươm tất. Theo nữ YouTuber thì ông xã lăn lê bò chừng mọi ngóc ngách tại vì lớn tuổi rồi mới có con đầu lòng. Về phía Teru thì anh muốn con gái ở trong căn phòng thật sạch. Từng bộ đồ của con Teru đều giặt bằng tay. Anh còn muốn bao nhiêu cái tốt và chất lượng đều cố gắng mua cho con gái của mình. Tuy nhiên, bà Nhân Vlog thì lại không đồng ý với quan điểm này của chồng. Bởi cô còn phải lo cho nhiều người và không thể dốc hết tâm sức cho con gái được. Nhưng họ vẫn cố gắng mua sắm đầy đủ cho con. Dù có thể không bằng những dòng con khác nhưng cả hai sẽ không để ai nữ thua thiệt ai. Nhiều người cho rằng bà Nhân Vlog mua nhiều đồ quá phí, người thì cho rằng kiêng không nên sắm đồ trước. Có người họ kiêng không sắm đồ trước, giọng nói sao lúc nào cũng giống nghẹt mũi vậy. Một clip đăng 2 lần mà mỗi lần đăng là một cách khác, có em bé mà nuôi chó không tốt đâu, giết thấy mắc mệt. Trước đó, bà Nhân Vlog còn gây tranh cãi về việc bụng đã khệ nệ nhưng vẫn còn nhảy nhót hoặc khi ăn sứ thì cộng đồng mạng cho rằng có tính hàn nên hạn chế. Ăn 2 bè miếng sứ nó mới đẻ. Sau khi sinh xong, bà Nhân Vlog ăn uống không kiêng cữ gì sẽ gặp 7749 kiếp nạn đến từ các mẹ chồng online như vậy. Bà Nhân Vlog sẽ sinh con ở Nhật. Đây là quyết định của Teru vì trước đó, cả hai đã thực hiện hành trình tìm con tại Việt Nam. Đồng thời, nữ YouTuber không muốn sau này có vấn đề gì vợ chồng lại gây gổ với nhau. Cô nói bên Nhật cũng tốt và thấy rất yên tâm nên quyết định nghe theo ý chồng. Chọn nơi để mà làm em bé là nhân chọn ở Việt Nam rồi. Ở bên Nhật á là đi làm thụ tinh nhân tạo nha là được giảm 70%. Cho đến khi mà sinh em bé cho anh ta đưa quyết định luôn. Chọn qua bên Nhật. Còn bạn thấy sao về việc bà Nhân mua đồ bị nói phung phí? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.